Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của sửa chữa laptop 24h.com. Hôm nay thì chúng ta sẽ nói về FPS. Chắc hẳn là anh em đều biết rồi, FPS thì là tốc độ khung hình. Đối với việc chơi game thì FPS sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm của anh em khi chơi. Và FPS cao ổn định thì không vấn đề gì, nhưng nếu FPS mà thấp, lao tụt dốc như cái cách mà tiền cho mặt phẳng của cái máy hơi thì đúng là chấm hết rồi phải không nào? Vậy nên là hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em 5 cách để giúp tăng FPS khi chơi game cực hiệu quả. Anh em chỉ cần chỉnh ngay theo tôi là ok nhé. Cách thứ nhất đó là tắt các ứng dụng không cần thiết. Để có thể kiểm tra ứng dụng nào sử dụng nhiều tiến trình thì anh em chỉ cần nhấn hộp tối phím Ctrl Shift SC để mở Task Manager. Sau đó là click vào More Details, những chương trình sử dụng lượng CPU, RAM hoặc là GPU lớn thì đều có thể ảnh hưởng tới hiệu suất của máy tính. Vì vậy là với những ứng dụng không cần thiết thì chúng ta có thể tắt nó đi trước khi vào game nhé. Cách thứ hai đấy là thiết lập chế độ nguồn năng lượng cho máy. Tùy chọn nguồn điện trong Windows cho phép anh em thay đổi các cài đặt liên quan đến việc tiêu thụ năng lượng. Trên thiết lập mặc định thì Windows sẽ cố cân bằng việc tiêu thụ điện với hiệu suất. Đặc biệt là trên laptop thì cài đặt này có thể làm giảm hiệu suất chơi game của anh em. Do đó là anh em chỉ cần chuyển sang cài đặt High Performance bằng cách đó là truy cập vào Settings, vào System, chọn Power và click vào Additional Power Setting ở bên phải. Sau đó thì anh em sẽ được chuyển đến phần Power Options của Control Panel. Chọn Show Additional Plans nếu cần. Sau đó là chọn tùy chọn High Performance là xong. Cách thứ ba đó là tắt Visual Effect của Windows. Cái này thì anh em hoàn toàn có thể bật lại được nếu muốn nhé. Theo mặc định thì Windows sử dụng nhiều Visual Effect, tức là hiệu ứng hình ảnh ấy. Những cái này thì sẽ khiến menu và các yếu tố khác trông mượt mà, và chúng sẽ sử dụng ít tài nguyên phần cứng để thực hiện điều đó. Anh em có thể vô hiệu hóa các hiệu ứng này để tăng thêm một chút hiệu suất. Để vô hiệu hóa hiệu ứng hình ảnh trong Windows thì anh em chỉ cần vào tìm kiếm, sau đó gõ cho mình là Performance và chọn phần Adjust the Appearance and Performance of Windows. Trên tab Visual Effects thì anh em sẽ thấy những cái danh sách các tính năng đồ họa có thể bật và tắt. Anh em hãy click vào nút Adjust for Best Performance để vô hiệu hóa tất cả các hiệu ứng, sau đó là nhấn OK. Cách thứ tư đấy là vô hiệu hóa Game Bar và video quay nền. Windows 10 sẽ có tính năng Game Bar cho phép anh em quay video khi chơi game, chụp ảnh và thậm chí là phát trực tiếp trò chơi luôn. Mặc dù tính năng này khá là tiện dụng nhưng mà nó cũng ảnh hưởng tới hiệu suất của trò chơi. Nếu mà anh em không sử dụng tính năng này thì anh em có thể vô hiệu hóa nó đi. Anh em hãy vào Setting Gaming, chọn Game Bar và gạt cái thanh trượt về phần tắt là xong. Tiếp theo thì anh em hãy chuyển sang tab Game Mode và bật nó lên. Theo Microsoft thì khi mà anh em chơi game ở chế độ này, Windows sẽ ưu tiên trải nghiệm chơi game và giúp game của anh em đạt được tốc độ khung hình ổn định hơn. Nó cũng ngăn Windows Update làm phiền khi mà anh em đang chơi game đấy. Cách cuối cùng là thay đổi cài đặt đồ họa trong game. Hầu hết các game PC đều cho phép anh em thay đổi các tùy chọn về đồ họa. Thông thường thì anh em có thể giảm bớt graphic quality để giúp anh em chiến game nhanh hơn. Anh em cũng có thể tắt các hiệu ứng lạ mắt như phản xạ hay là sương mù. Mặc dù thì những cái hiệu ứng này khiến game đẹp hơn, nhưng mà đối với những anh em mà có cạch đồ họa không khỏe lắm thì anh em có thể tắt đi. Ngoài ra thì anh em có thể xem xét các tùy chọn cho phép giới hạn FPS. Điều này có thể hữu ích nếu GPU gửi nhiều khung hình hơn, màn hình có thể theo kịp, nhưng rõ ràng việc giới hạn FPS có thể dẫn tới tốc độ khung hình ở dưới mức trung bình. Nếu mà game không chạy chân chu thì anh em có thể xem xét là tăng giảm độ phân giải, chẳng hạn như là từ 2K xuống còn Full HD thôi. Full HD là xem ngon lắm rồi. Và trên đây là 5 cách để tăng FPS cực kỳ hiệu quả khi anh em chơi game. Chúc anh em thực hiện thành công nhé. Và đừng quên theo dõi sửa chữa laptop 24h để cập nhật thêm nhiều thực tập hữu ích về laptop.